Xin kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thiện chuẩn bị vận hành thử nghiệm tuyến metro số 1 vào quý 3 tới đây. Đợt mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc khiến 6 người thương vong, thiệt hại nhiều tài sản. Công an Đồng Nai khởi tố người nước ngoài mua bán gần 1 kg ma túy. Và đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand chuẩn bị đấu giao hữu trước thềm World Cup. Kính thưa quý vị, dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Tất cả các gói thầu, những hạng mục cuối cùng của dự án đang được hoàn thiện. Ghi nhận trong sáng nay của phóng viên HTV tại gói thầu CP1A, thi công đoạn ngầm từ ga trung tâm Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố. Công trường duy trì liên tục 6 mũi thi công để hoàn thiện kỹ thuật nhà ga. Về tiến độ thì chúng tôi cũng làm tới đâu gọn tới đó, bàn giao từng khu vực theo cái tiến độ chủ đầu tư mong muốn. Cái tiến độ dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. Gói CP1A hiện nay không chỉ của riêng về phần của nhà ga Bến Thành mà còn kết nối cho các tuyến nhà ga trong tương lai tới chung cao độ để đưa dự án mình về đích đúng kế hoạch. Dự án Metro số 1 cũng đang tích cực đào tạo đội ngũ nhân lực, sẵn sàng cho vận hành thử nghiệm toàn tuyến trong quý 3 năm nay, cũng như khai thác chính thức vào năm 2024 theo kế hoạch. Đó là một trong những cái nội dung để hướng tới cái vận hành khai thác cái tuyến sắt đô thị số 1, cũng như là cái việc cung cấp nhân sự đúng thời hạn á, thì nó sẽ giải quyết được cái việc là không có phát sinh chi phí do việc chậm trễ cung cấp nhân sự mà từ các nhà thầu. Toàn dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hiện đạt tổng khối lượng thi công 95,4%, tất cả các gói thầu hạng mục đều đã và đang kiểm soát tốt được tiến độ đề ra. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị hai Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận và Bình Dương phối hợp kiểm tra xử lý và chấn chỉnh tình trạng gian lận cước taxi. Thành phố cũng đề nghị các tỉnh trên phối hợp phổ biến thông tin tuyên truyền đến đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Thời gian qua, trong quá trình xử lý tình trạng gian lận tiền cước taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố đã phát hiện một số xe taxi vi phạm được hai tỉnh Bình Thuận và Bình Dương cấp phù hiệu xe taxi. Đợt mưa lớn từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Tính đến 8 giờ ngày 6 tháng 7, mưa lớn đã làm 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Tại tỉnh Hà Giang, 14 ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở, gần 8 hecta lúa bị vùi lấp, 110 vị trí sạt lở. Nhiều tuyến đường tại các huyện Hoàng Su Phi, Xín Mần, Vị Xuyên bị sạt lở với hàng trăm vị trí, hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, tuyến tỉnh lộ 177 Bắc Quang Hoàng Su Phi đã bị sạt toa luy dương gây ách tắc giao thông tại một số điểm. Cầu treo bắc qua sông Chảy, đoạn qua địa phận xã Pờ Ly Ngai, huyện Hoàng Su Phi bị hư hỏng nặng. Hàng chục hecta hoa màu bị thiệt hại và hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong ngày 3 tháng 7, tuyến đường bờ Nam Kênh Đào thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xảy ra sạt lở một đoạn với tổng chiều dài khoảng 5 mét, ăn sâu vào mặt đê 2,5 mét. Cùng ngày, tuyến kênh Mương Sung, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới xảy ra rạn nứt, sụp lún đất với tổng chiều dài khoảng 45 mét. Chính quyền các địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân có người thiệt mạng do mưa lũ. Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa cứu sống thần kỳ một bệnh nhân ngừng tuần hoàn bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Bệnh nhân Dương Công Dũng, trú tỉnh Lạng Sơn bị điện giật trong quá trình rửa xe và được Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn sơ cứu trong tình trạng hôn mê ngừng tim. Sau khi được cấp cứu ngừng tuần hoàn khoảng 30 phút, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và được chỉ định điều trị theo phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Kỹ thuật là hạ thân nhiệt chỉ huy này đó là cái phương pháp mà dùng cái kỹ thuật làm lạnh để hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống 33 độ C trong 24 giờ. Nó có tác dụng là ngăn chặn cái quá trình cái rối loạn chuyển hóa những cái tế bào mà sau khi ngừng tim mà tim nó không có cái chức năng co bóp để đưa máu đến cơ thể sẽ gây ra cho các cái tế bào nó bị rối loạn và gây ra cái tổn thương đặc biệt là những cái tế bào não. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, với bệnh nhân ngừng tim đột quỵ,
việc cấp cứu ban đầu tại các tuyến trước rất quan trọng, phải đúng quy trình kỹ thuật, sau đó cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế đủ điều kiện để tiếp tục cứu chữa tốt nhất trong vòng 6 giờ đồng hồ. Hiện giá thanh long của lứa chính vụ đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu rớt xuống chỉ còn 2.000 đến 5.000 đồng một ký và hầu như không có thương lái thu mua, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc, địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh. Giá thanh long giảm mạnh so với vụ trồng đèn hồi tháng 5, từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký thanh long ruột đỏ và từ 19.000 đến 20.000 đồng một ký thanh long ruột trắng. Thì nay ruột đỏ chỉ còn khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký, còn ruột trắng thì hầu như không ai mua. Mình lấy công làm lợi thôi, giờ còn mà dư là không có dư. Mà thanh long như 2.000 thì được 2 triệu, không đủ tiền công, tiền phấn, tiền trò. Dù biết thua lỗ, nhưng ông Phạm Văn Hùng ở xã Bưng Riềng vẫn phải cắt bán vì không thể tiếp tục neo trái. Với giá hiện nay thì việc đầu tư cho 4 sào thanh long ruột đỏ khiến ông lỗ gần 10 triệu đồng. Giá này thì bà con là không có lời lại hết. Thấp nhất là từ 15 độ lên bà con mới kiếm lại. Toàn tỉnh có khoảng 600 diện tích hecta trồng thanh long, trong đó huyện Xuân Mộc chiếm khoảng 90% diện tích. Theo thống kê, hơn 80% sản lượng thanh long của tỉnh chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nên đầu ra và giá cả đều không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thương lái. Sau 4 đêm thi tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, vượt qua những đối thủ nặng ký tại vòng loại, hai đội có điểm số cao nhất là Italia và Pháp sẽ cùng so tài vào đêm chung kết vào tối ngày 8 tháng 7 tới. Hai anh tài về pháo hoa đã chuẩn bị chu đáo cho đêm chung kết, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn thể hiện mãn nhãn. Với chủ đề thắp sáng tình yêu, màn trình diễn của đội Pháp hứa hẹn sẽ gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương. Chúng tôi muốn những bản nhạc lần này phải thật khác biệt và phải làm cho khán giả cũng như ban giám khảo bất ngờ. Đó là lý do chúng tôi quyết định thay đổi âm nhạc theo hướng năng động và vui vẻ. Đã giành chiến thắng hai mùa pháo hoa quốc tế trong lần thi này với chủ đề sức mạnh của nghệ thuật, đội Italia đã tìm hiểu và áp dụng rất nhiều công nghệ mới trong phần trình diễn. Chúng tôi đã làm việc 12 tiếng một ngày tại bãi bắn bất kể ngày hay đêm, cho dù nắng hay mưa. Thời tiết nóng rất nóng, nhưng tinh thần của chúng tôi còn nóng hơn thế nữa. Trong đêm chung kết, các đội phải sử dụng danh sách pháo hoa do ban tổ chức lựa chọn. Đồng thời, cả hai đội Italia và Pháp đều bắt buộc phải dùng một bài hát tiếng Việt trong phần trình diễn của mình. Đây được xem là thách thức, nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ, giúp màn trình diễn bứt phá và thú vị hơn. Ngay sau đây trong chương trình, Mỹ cho phép thử nghiệm xe hơi bay chạy bằng điện. Và người Nhật chứng minh tảo bẹ không chỉ để ăn mà còn nhiều công dụng khác. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây, một cặp vợ chồng Hàn Quốc đã chào đón 4 đứa con chào đời bằng phương pháp sinh thường. Đây là ca sinh thường rất hiếm gặp tại đất nước đang có tỷ lệ sinh đang giảm sút này. 4 em bé đến với cặp vợ chồng Cha Ji-hee và Son Rae-won một cách đầy bất ngờ. Đầu tiên là bác sĩ kết luận vợ tôi mang song thai. Sau đó tuần tiếp theo đi khám thì chúng tôi lại nhận được tin là có 3 em bé. Đến tuần sau nữa thì là 4 em bé. Tôi rất bất ngờ nhưng cũng khá lo lắng cho vợ. Điều đặc biệt là 4 em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường và hoàn toàn khỏe mạnh. 3 bé gái và 1 bé trai hiện đang được cả hai vợ chồng cùng chăm sóc. Nuôi 4 bé một lúc, thực sự tôi cũng lo lắng về cả sức khỏe và tài chính. Hiện chính phủ vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cho các trường hợp như gia đình tôi, trong khi đó thu nhập gia đình thì cũng khá hạn hẹp. Theo một báo cáo gần đây của cơ quan thống kê Hàn Quốc, xứ sở Kim Chi đã ghi nhận số ca sinh thấp nhất trong tháng 4. Lần đầu tiên trong lịch sử có ít hơn 20.000 trẻ sơ sinh được sinh ra trong tháng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa cấp chứng nhận cho một công ty khởi nghiệp ở California thử nghiệm mẫu ô tô bay chạy bằng điện. Phương tiện này có tên là Model A. Đại diện công ty Aleph Aeronautics cho biết, Model A là phương tiện bay đầu tiên có thể lái trên đường và có thể đậu xe như chiếc ô tô bình thường. Ngoài ra, nó cũng có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Chiếc xe được thiết kế chở tối đa 2 người, có thể chạy quãng đường 320 km và bay khoảng 180 km. Hãy tưởng tượng chiếc xe đi trên mặt nước, khi cất cánh thì phía ghế hành khách sẽ trở thành cánh dưới, phía người lái trở thành cánh trên của xe. Sau đó, xe sẽ có một đôi cánh giúp bạn có thể bay tới điểm đến. Do các hạn chế hiện tại của ô tô bay, Aleph Aeronautics cho biết,
chứng nhận của FAA sẽ giới hạn các địa điểm và mục đích thử nghiệm. Sản phẩm dự kiến được bán ra vào cuối năm 2025 với mức giá 300.000 đô la Mỹ. Bánh gừng là một trong những món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Giáng sinh của nhiều nước phương Tây. Thế nhưng dù chỉ mới tháng 7, một cửa hàng bánh gừng nổi tiếng ở Mỹ đã vô cùng bận rộn khi nhận hơn 2.000 đơn hàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Căn bếp của Lovitch ở New York, nơi anh sống cùng vợ và đứa con nhỏ, tràn ngập mùi gia vị làm bánh thơm lừng. Cùng trợ lý là cô con gái 4 tuổi Ceci, anh phun kem và trang trí những viên kẹo dẻo đầy màu sắc lên những ngôi nhà bánh gừng vừa nướng xong. Chúng tôi cần phải làm thêm khoảng 1.000 ngôi nhà nữa cho đơn hàng hơn 2.000 chiếc. Chúng tôi sẽ trang trí hoàn chỉnh và sau đó vận chuyển tới 4 địa điểm trên khắp đất nước vào đúng ngày lễ. Làm bánh gừng vào mùa hè không phải là công việc dễ dàng do khí hậu nóng bức, nhiều mưa và côn trùng. Mùa hè ở đây bắt đầu ấm lên và khi trời ấm, bánh gừng sẽ vỡ ra. Tôi phải bật 4 máy hút ẩm suốt ngày và đêm ở đây. Bên cạnh việc làm bánh, Lovitch còn tổ chức nhiều hội thảo về bánh gừng và tham gia các hội chợ hàng năm trong dịp lễ Quốc khánh Mỹ. Rong biển là lương thực chính ở Nhật Bản, nhưng kombu, một loại tảo bẹ, cũng đang thu hút sự chú ý vì tiềm năng trở thành siêu cây trồng thân thiện với môi trường. Việc tìm kiếm những cách sử dụng mới cho loài thực vật biển này đang phát triển mạnh, từ việc hấp thụ carbon đến giảm khí thải methane do hoạt động chăn nuôi. Hầu hết tảo bẹ mà ông Kigawa và các đồng nghiệp trồng tại cảng Yokohama gần Tokyo thường được chế biến để dùng làm nước dùng hoặc salad. Nhưng một phần cũng dành cho các dự án của công ty nhỏ Sashimi Heroes với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái và chống lại sự nóng lên toàn cầu. Cùng với 26 người dân định cư tại cảng Kanazawa, chúng tôi đã làm việc trong 7 năm cho dự án này. Trồng tảo bẹ không chỉ cho nông nghiệp mà còn để bảo tồn hệ sinh thái và chống lại sự nóng lên toàn cầu. Chỉ mất 4 tháng để thu hoạch kombu. Sau khi xé, rửa sạch và phơi khô, chúng được cắt nhỏ và bán đi. Tảo bẹ phát triển cực nhanh, có nghĩa là nó hấp thụ rất nhiều carbon và có một số yếu tố thú vị liên quan đến thức ăn chăn nuôi. Mặt khác, một số kết quả thực sự tuyệt vời trong việc giảm lượng khí thải methane cũng được ghi nhận. Cũng theo chuyên gia này, tảo bẹ là một kỹ sư hệ sinh thái. Nó có thể giúp cung cấp sự sống và hệ sinh thái cho môi trường biển như khử axit trong nước và những thứ tương tự. Một thông tin đang gây chấn động làng giải trí châu Á. Ngày 5 tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa Coco Lee đã qua đời ở tuổi 48. Theo thông tin từ gia đình Coco Lee, nữ ca sĩ tự tử hôm 2 tháng 7 và qua đời 3 ngày sau đó. Trên trang cá nhân, chị gái của nữ ca sĩ tiết lộ Coco Lee bị trầm cảm trong những năm gần đây. Coco Lee sinh năm 1975 là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại trình diễn tại lễ trao giải Oscar. Một trong những màn trình diễn đáng chú ý nhất của cô là lồng tiếng cho nhân vật Hoa Mộc Lan trong phiên bản tiếng quan thoại của bộ phim Mulan của Disney. Ca khúc A Love Before Time trong bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An do Coco Lee biểu diễn từng được đề cử Oscar năm 2001 ở hạng mục ca khúc hay nhất. Coco Lee kết hôn với doanh nhân Bruce Rockowitz năm 2011. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, truyền thông đưa tin biến cố gia đình của Coco Lee khiến cô sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng. Ô tô đang chạy thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh rồi lật nhào. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Bình Lợi đi Linh Xuân. Khi chuẩn bị lên cầu Gò Dưa thuộc phường Hiệp Bình Chánh, chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh rồi lật nhào trước một vườn cây cảnh. Tại hiện trường, chiếc ô tô lật ngửa bị hư hỏng nặng, một cây xanh bị hư hỏng hoàn toàn, một tủ điện vỉa hè cũng bị va trúng. Hai người đàn ông trong xe không ai bị thương. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt xử lý hiện trường điều tra vụ việc. Xe cứu hộ cũng được điều đến để di dời chiếc ô tô gặp nạn. Cũng trong ngày hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất dữ liệu camera để truy tìm chiếc xe làm đổ hàng tấn gạch trên đường rồi bỏ trốn. Trước đó khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sống gần dòng xoay trên đường Trần Văn Dầu, quận Bình Tân, giáp giới huyện Bình Chánh, nghe tiếng động mạnh. Khi ra kiểm tra thì thấy hàng tấn gạch đổ tràn trên đường. Chiếc xe chở gạch đã rời đi. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có mặt điều tiết giao thông, truy tìm chủ phương tiện gây ra vụ việc. Các công nhân của đơn vị quản lý tuyến đường cũng được huy động đến dọn dẹp, thu gom số gạch trên để đưa đi nơi khác.
do số lượng gạch lớn phải mất nhiều giờ, các công nhân mới thu dọn xong. Sáng nay tại Bình Dương, một xe đầu kéo chở tôn đang ôm cua thì bất ngờ bị đứt xích, làm nhiều cuộn tôn rơi xuống đường. Rất may không đè trúng người đi đường. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 tại đại lộ Độc Lập, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Xe container chở theo khoảng 40 cuộn tôn loại mỏng lưu thông trên đường DT743 hướng Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn giao với đường đại lộ Độc Lập, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái. Lúc này khoảng 15 cuộn tôn đã bị đứt xích rơi xuống đường. Tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên các cuộn tôn nằm ngổn ngang chắn gần hết hai làn đường khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Tài xế sau đó đã thuê xe cẩu đến khắc phục sự cố. Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam một bị can để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Oyiga Chide Kingsley, 32 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Oyiga Chide Kingsley đang mang một gói ma túy có khối lượng gần 1 kg tại khu phố 2, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 9.000 đô la Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mang xuống Đồng Nai bán 9.500 đô la Mỹ và đang trên đường đi giao ma túy thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 xà lan vận chuyển số lượng cát trên sông Tiền, sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Trước đó vào sáng ngày 4 tháng 7, trên sông Tiền, đoạn thuộc thị xã Tân Châu, tổ công tác phát hiện 3 xà lan số hiệu tỉnh Bến Tre chở khoảng 1.000 mét khối cát có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 xà lan đều chở quá tải. Thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng xuất trình được 3 hóa đơn nhưng không hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc của số cát trên. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an thị xã Tân Châu, An Giang tiếp tục điều tra, xác minh. Kính thưa quý vị, sau 3 chặng bay, trưa nay thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt tại Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023. Trong chiều nay, đội tuyển đã có buổi tập nhẹ. Thời tiết tại Napier khá dễ chịu, vào khoảng 14 độ C. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 5 ngày tập luyện trước khi đá giao hữu với New Zealand, đồng chủ nhà World Cup nữ năm nay. Trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tại sân vận động Marklin Park, cách nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khoảng 5 phút đi xe buýt. Trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ rất mạnh là Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Những ngày qua, nhiều đội bóng như Brazil hay Anh cũng đã đáp chuyến bay đến Australia và New Zealand để chuẩn bị cho giải đấu. World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, với 32 đội chia đều vào 8 bảng. Ở vòng bảng, các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào vòng 1-8. Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7. Tiền đạo Kylian Mbappe sẽ phải ký hợp đồng mới nếu muốn ở lại Paris Saint-Germain. Đây có thể coi là tối hậu thư của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi với Mbappe. Hôm qua, PSG đã có cuộc họp báo công bố Luis Enrique là huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Tuy nhiên, một vấn đề cũng được quan tâm là tương lai của Mbappe. Chủ tịch Al-Khelaifi quyết không để cho cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè năm sau. Nếu Kylian muốn thì cậu ấy có thể ở lại. Chúng tôi cũng muốn cậu ấy ở lại, nhưng cậu ấy phải ký hợp đồng mới. Chúng tôi không muốn mất trắng cầu thủ hay nhất thế giới. Đó là điều rất rõ ràng. Theo ông Al-Khelaifi, Mbappe sẽ phải ký hợp đồng mới trong 1-2 tuần tới. Nếu như không, anh sẽ phải ra đi ngay trong mùa hè này. Vào mùa hè năm ngoái, Mbappe đã ký hợp đồng 2 năm với PSG, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, vừa qua, Mbappe đã thông báo sẽ không kích hoạt điều khoản này. Hiện tại, PSG định giá Mbappe khoảng 200 triệu euro, nhưng nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận một con số thấp hơn kỳ vọng, còn hơn là mất trắng. Chặng 5 giải đua xe đạp Tour de France hôm 5 tháng 7 chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Chai Hindley. Coureur đến từ Australia về nhất chặng, đồng thời giành áo vàng cho người có thành tích dẫn đầu bảng tổng sắp.
chặng 5 dài 163 km từ Po đến La Quân và là chặng leo núi đầu tiên của cuộc đua năm nay. Dài đoạn đầu được bằng nên tốc độ được đẩy lên rất cao. Một nhóm 36 tay đua đã tách tớp, trong đó có Hinley. Đến ngọn đèo cuối cùng, Col de Marie Blanc, cách đích gần 20 km, Hinley bùng sức vượt lên, sau đó cán đích đầu tiên sau 3 giờ 57 phút 7 giây. Chiến thắng này cũng giúp anh trở thành tay đua người Australia đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp sau một chặng của Tour de France kể từ năm 2015. Đương kim vô địch Jonas Vingegaard chặng này cũng thi đấu tương đối tốt để về đích thứ 5 và vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Hinley 47 giây. Hôm nay giải sẽ tiếp tục với chặng 6, cũng là một chặng leo núi dài 145 km từ Tarbes đến Cotterêts. Thưa quý vị, chiều nay trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy. Va chạm làm một người phải nhập viện cấp cứu, nhiều hành khách gặp một phen hoảng vía. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 14 giờ chiều ngày 6 tháng 7, xe khách chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm. Trong lúc xe vừa xuống dốc cầu Chợ Bưng, huyện Châu Thành, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy ngược chiều chạy tới. Dù tài xế xe khách đã giảm tốc độ, nhưng cả hai xe vẫn tông trực diện. Cú tông mạnh khiến người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương khá nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Hiếu, 42 tuổi, quê Tiền Giang. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 phút, những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.